비추고 Sự kiện con tàu không thể đắm RMS Titanic bị chìm ngày 15 tháng 4 năm 1912 gây ra cái chết của hơn 1.500 người trên tổng số 2.229 hành khách và thủy thủ đoàn, được xem là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng hải. Và từ bấy lâu nay, mọi người đều tin rằng chính vì đâm vào tảng băng trôi khổng lồ nên RMS Titanic đã trao thân mãi mãi ở đáy biển Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Independent mới đây đưa tin, nhà báo Sinan Maloney, người nghiên cứu vụ đắm tàu Titanic trong suốt 30 năm qua, đã tuyên bố một đám cháy lớn bùng phát trên tàu mới là nguyên nhân chính gây ra sự cố đắm tàu này. Cụ thể, sau khi phân tích những bức ảnh chụp tàu Titanic trước lúc rời nhà máy đóng tàu Belfast, Maloney đã phát hiện ra vệt đen dài hơn 9 mét dọc theo phần thân bên phải phía trước thân tàu. Ông Maloney chia sẻ, khi đang nghiên cứu vị trí tảng băng đâm vào, chúng tôi phát hiện con tàu có dấu hiệu hư hỏng ngay từ khi ở nhà máy Belfast. Điều này cho thấy sự tắc trách của người phụ trách con tàu Titanic. Nghiên cứu sâu hơn, các chuyên gia cho hay, một đám cháy đã bắt đầu từ hầm chứa than đá nằm sau buồng đốt của con tàu đã tạo ra vệt đen này khi nó vẫn còn nằm trong xưởng. Một nhóm 12 người đã cố gắng dập lửa, nhưng do đám cháy quá lớn không thể kiểm soát. Với nền nhiệt độ lên đến 1.000 độ C, phần vỏ thép thân tàu sẽ ảnh hưởng và độ cứng của lớp vỏ có thể giảm tới 75%. Lúc này, phần vỏ thép tàu sẽ giòn yếu, dễ dàng bị vỡ toạc. Bởi vậy mà chỉ cần va chạm với tảng băng trôi, con tàu Titanic tưởng chừng như không thể chìm, đã vỡ đôi và chìm dần dưới đáy biển. Trình bày nghiên cứu của mình trong bộ phim tài liệu trên Channel 4 Titanic bằng chứng mới, ông Sinan Maloney đã chia sẻ, tại bến đỗ Southampton, con tàu đã được neo ngược vị trí để ngăn hành khách thấy phần hư hỏng bên thân tàu. Sinan Maloney nhận định, nguyên nhân khiến con tàu Titanic bị chìm không chỉ đơn giản là do va chạm với tảng băng trôi, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố lửa, băng và sự bất cẩn của con người. Những nhà sản xuất đã phát hiện ra vụ cháy nhưng vô cùng chủ quan và xem nhẹ vụ cháy này. Đáng lẽ ra con tàu không nên khởi hành ra khơi, nếu không liều ra khơi thì hơn 1.500 người đã không bỏ mạng ở đáy biển lạnh giá kia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!